Đồ uống thứ tư trong phần trà hoa quả là trà chanh ổi hồng đào. Bắt đầu với 100 ml nước cốt trà nhài. Trà nhài điểm mạnh nhất của nó là mùi thơm, mùi hương. Ổi hồng cũng tạo mùi. 20. Đào. Đào chắc chắn là thơm rồi. Chúng ta có ổi hồng rồi, có siro đào rồi, còn vị chanh tươi nữa, 5 ml chanh. Ml chanh tương đương với nửa quả. Đến phần trang trí. Cắt 2 lát chanh. Rót. Đào miếng. Cắt thành hình miếng hạt lựu. Miếng vuông. Nữa. Giải đá bào lên.